Dung á là bà lớn, nhưng mà hồi lúc tôi còn nhỏ nhỏ á là cả chục thằng tây của bắt trốn thì cũng chạy vòng 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 ở góc này thôi, không ra khỏi. À thẳng thân như thế gì nè, cái bề ngang đó, nó gì nó cao lên gì là cái hang nó đóng chết hả? Dạ. Vô là chết, về vô cái sân này là ở cả ve vô là chết hả? Hiến cái đất này là năm công trăm hiệu đào mà tự thắt cổ chết á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Phía sau lưng Bùi Hồ đây là chính là một cái con sông Tiền, và xa xa kia đó chính là một cái cầu Cao Lãnh, cầu bắc ngang huyện Lấp Vò với lại thành phố Cao Lãnh. Và trên đoạn đường này thì Bùi Hồ sẽ đi tìm về thăm ngôi miếu rất là linh thiêng, người ta gọi là miếu Bảy Bà, và sự tích việc những cái cây gia về cái sự linh thiêng của bà như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Trên cái đoạn đường này đi cũng khá là vất vả khi mình phải qua một cái chùa gì khách? Chùa Hải Huệ. Sau khi qua chùa Hải Huệ thì cô bác quý vị sẽ chạy thêm một cái đoạn nữa thì gặp cái cây cầu Gián. Và qua cái cầu Gián thì chạy thêm khoảng 500m nữa thì sẽ hỏi miếu Bảy Bà, người ta sẽ gõ. Và đây là cái chùa Hải Huệ cũ nè cô bác quý vị. Đây, chạy luôn đi, chạy luôn đi. Đây, chùa Hải Huệ. Và bên đây là cặp bên đây là chính là cái đoạn của sông Tiền. Đường này khá là vắng vẻ, khi mà mình mà không có biết cái địa điểm định vị trên Google Maps là chùa Hải Huệ thì mình sẽ không thể tìm được ngôi miếu Bảy Bà linh thiêng ở đây. Cái đoạn đường này bị sạt lở trơn à. Và dưới này người ta đặt vớn nè, cũng như nuôi cá tra bè. Đoạn đường đi vô đây cũng khá là vắng vẻ. Phải để ý kỹ và hỏi người dân thì chúng ta mới biết được. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Mỹ Sương của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng của Bùi Hồ đó chính là miếu Bảy Bà. Và ở đây thì có rất là nhiều câu chuyện và linh thiêng về bà cũng như là cái cây gia ở trong cái ngôi miếu này. Và sự thật như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng nghe chú Tư với chú Chính là người dân địa phương ở đây kể lại cho hậu bối như mình nghe những cái câu chuyện về bà cũng như là những cái câu chuyện linh thiêng về bà. Vậy thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào giếng miếu Bảy Bà để nghe những cái câu chuyện linh thiêng mà chú Tư với chú Bảy đã từng trực tiếp nghe thấy hoặc là kể lại. Đây là miếu Bảy Bà. Vô đây thì cái không khí nó rất là mát luôn, và điều đặc biệt là mình sẽ thấy được ở bên đây là có một cái cây gia, và mình chú Tư với lại chú Chính ở trong đó. Thì để trước khi mà mình quay một thước phim ở trong ngôi miếu này thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ xin thắp hương xin phép bà để cho mình quay, và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Bùi Hồ có đến đây có thỉnh được ông Tư với lại ông Chính là những người coi như là bậc tiền bối ở trong cái hội miếu này. Thưa ông Tư với ông Chính, thì ông Tư, cái miếu này có thể cho con biết là được thành lập khi nào theo ông Tư cũng như là ông Chính? Cái miếu này thành lập đời xưa tới giờ. Dạ. Chứ chúng tôi là không biết được, không biết bao nhiêu đời. Nếu là đời có người là có thành lập cái miếu này tới dạ. Bây giờ gọi là bây giờ đó là cha thì truyền, ông bà truyền là con nối rồi lại đây, chứ còn nói là lâu đời chứ không biết là bao nhiêu nói. Dạ. Cái tạo thiên lập địa là có ông bà ở đây, rồi là ông bà gìn giữ cái miếu ngôi nhà này đây. Thì giờ đó lâu đời thì con cháu che già thì mang mọc lên để mà di tích của ông bà để lợi. Thì miếu này cô dạng băng Bảy Bà, chứ còn chưa biết bà nào mà bà tránh bà nào bà phó ai trong đoạn hồi đó, giờ chỉ biết là dạng băng Bảy Bà là thế thôi. Dạ. Khi mà con đến đây á thì ở ngoài trước đầu đường vô con hỏi thì mọi người biết là miếu Bảy Bà thì khoai tại rất là linh thiêng, có những cái câu chuyện linh thiêng. Thì con có thể nhờ con ông Chính có thể chia sẻ những cái câu chuyện linh thiêng về các bà đang ngự ở đây á. Cái linh thiêng á thì nó cũng có những cái linh thiêng mà để cho quần chúng nhân dân ở trong xã này người ta hiểu được cái vấn đề nó có linh thiêng hay không. Thì cũng như mấy chú đã hỏi thăm rồi, cái này nó có những cái quyền bí lắm chứ không phải không đâu. Rồi nó có những cái quyền bí vậy đó, để cho nhân dân ở trong cái địa phương này người ta mới tin tưởng, người ta mới nể nang trong vấn đề những cái chuyện này. Còn nếu nói cả một cái vấn đề cũng như tôi với ông này thì
Chuyện cúng kiến thì tôi làm theo cái truyền thống thôi. Hồi xưa ông bà mình là cúng sao, bây giờ cái cuộc cúng nó cũng vẫn là như thế. Đó là duy trì theo từ xưa tới bây giờ trong chính này cái cuộc cúng. Còn ở đây cũng như nhắc lại, hồi đó đó, cây nó bò ra tới ngoài đường đó đó, bò xuống tới phủ đường này, nó bò lên tới này. Nhưng người dân ở đây á, muốn vô lấy củi khô, vô đốt cho bà cho tôi xin. Giới dạng mà bà cho tôi xin ba củi khô để về phục vụ cho đời sống, mà không có là trong vòng một ngày đó hay hoặc qua ngày sau là phải cúng ở đây một con vịt đó. Cái vụ ra tôi có chứng kiến hồi đó này, khi mà bữa gầm tháng giêng cúng ở đây đó, là ông Sáu Trời này bây giờ còn sống nè, ông dẫn một đoàn quân, ông bọc đơn là quýnh đám của ông Trừ là địa của nghĩa quân ở xã. Nhưng mà ra tới thì đám của quốc gia nó vừa rút, thì Sáu Trời là dẫn đoàn quân giải phóng ra đã quýnh nhân dân xong, thì tám kia vừa rút thì tám này vừa tới, thì chút xíu bà đạp lòng lên nó nên ta đuổi đám kia về, không thôi là máu nó chảy là sắp sắp không tới mắt cá hết. Người ta gần gần nghị vậy mà hỏi ông hai đàn mà bắn lộn nhóm còn không, thì bà vừa đạp đồng lên nó nhờ ta đuổi đám kia về chứ không thôi chết hết. Trời, hai đàn nó nã nhau rồi như giờ chết hết không còn nữa đâu. Thì tôi thấy đó là một cái linh nghiệm, thật là linh nghiệm. Thì ông Sáu Trời bây giờ còn vẫn sống đó. Dạ. Sau hè đi tới đây là đi bọc đường này, thì ra đường đó là bọc nó quýnh văng cái sông. Nhưng mà tóc kia vừa đi vừa dứt cái đuôi rồi thì là mới tới được. Thì đó là một cái linh thiện rất là cái ngày gần tháng giêng. Con nghe chú Tư cũng như là chú Chính có kể một cái sự tích đó về bà. Đó là khi mà cúng bà lên thì bà thường và bà về bà chiếu sáng như là một cái mâm chiếu cổ là như thế. Có dù đó là nó thiệt trên trời đó, cái thời giải phóng rồi là tôi là cái thằng nghèo nhất, tôi ra trời tơi một trăm cái rồi sớm này ai cũng biết nhưng mà cái hướng này từ là hướng này là sáng lực luôn rồi về trụ tại đây đó. Cái vụ đó là cái lúc tôi còn nghèo tôi trời tơi tôi vẫn thấy hoài luôn. Cả chú Tư và chú Chính đều thấy hết. Cả xóm này là lớp già già là ai cũng biết hết, chứ không phải là ai không biết hết. Là bà về bà ngự ở trên cái cây. Ở trên đó, về là ngự trên cái cây đó. Dạ. Mà. ngoài đó ra thì còn những cái sự tích nào mà lúc mà tại vì chú Tư với cô chú Chính là từ nhỏ ở đây rồi. Lúc đó thì chú Tư với chú Chính nghe những cái câu chuyện nào về các bà ở đây, về sự linh thiêng đó chú Tư? Thì linh thiêng đây là cũng như bà ở đó, bà đập đồng lên là cái khu vực này của bà là 200 mét vuông, không có ai được quyền bắt ngựa của bà hết. Con ngựa là con rắn đó. Rắn à, vô. Rắn đó. Nói xin lỗi đó, nó cỡ bà lớn vậy nè, bự lắm chứ không phải nhỏ được. Con nhưng mà con rắn ghế như gà tre vậy đó. Có màu luôn hả? Trời, thân xà bạch xà mà mông đỏ chói lên tao gặp. Dạ. Chú gặp luôn không có trời đấy đó, đấy dòm đấy hoài. Dạ. Chứ gì thấy đó trên. Dạ. Đi ai đây không biết. Rồi bà người lớn bà báo là không đó, bà là của bằng ngựa của bà đó, không có ai quyền được làm hết trơn. Đợi thì đến ra ngoài hạ cái cây này mất rồi nó đi mới mất thôi, chứ không thôi là đó còn hoài chứ không khi nào mất trơn. Khi đốn cái cây này đó, nhà nước đốn cái cây này rồi nó mới ra không có chỗ ở, nó đi mất tiêu luôn. Chứ hồi trước là ông Ước là vẫn cho thấy. Hồi đó ông Từ ở đây nói tôi ở đây lâu dài mà tôi không thấy làm sao. Thì cái đường đi vô đó dắt chiều ra mưa rồi là nó đút ngay cạc hát ổng rồi nó khum lưng cho ông, không nhảy tới lui mình mới lui được. Nó làm cà khù kia, ông chàng hãng nghe nó lỡ nhảy tới mà nhớ dễ lui. Thì ông kiết rồi ông đem lính quýnh ở trên là nó mới rút lui, là ông mới nhảy gì về được, làm ghé mua nhang rồi đốt đèn đốt nhà này. Đi vòng đó không đi mà phải đi tắt gặp nó. Gặp rắn. Gặp cho gắm mới chơi. Còn chỗ nào đó cái hầm đây đó là ổng ra nói linh gì không linh. Chừng đó giáp trưa này ra gặp nó cây chuối bê lớn, nó bê lớn nằm lộn coi chớ cho biết gì à. Ước mong là có. Trong vùng của mình á thì có những cái thanh niên mà coi như là không tin vào sự tâm linh. Thì những người mà không tin thì có gặp những cái báo ứng gì không chú Tư? Có, nó có. Dạ. Nó có. Ở đây thì coi như là cái thời trước kia nó có chứ không phải không, nhưng mà sau này rồi biết dặn mang mấy bà lên thì từ cái ông lớn rồi tới tuổi thanh niên bây giờ chưa ai mà dám nói xúc phạm. Yeah. Vì không biết dặn mang mấy bà là linh thiêng vậy rồi thì từ cái thằng nhỏ nít rồi tới mấy ông già luôn
là phải làm y lang vậy chứ đâu có dám cãi. Không có cãi giỏi gì mà không có phá hoại gì được hết á. Dạ vậy là ngôi miếu của mình thì có tuổi đời khoảng 400-500 năm rồi. Thì dạ. Tôi nói là Tiếu Tạo Thiên Lập Địa là có rồi. Dạ. Là ông bà tôi ở đây đốt nhang đốt đèn là tạo ra mần đó giờ tới giờ thôi. Chứ tôi không biết là bao lâu nữa. Hồi trước đã. Nếu nói là bao nhiêu năm thì không biết, nhưng mà cái đời này tôi nghe mấy ông bà tôi cô bác lớn là nói hồi đó là cái thời mà đại đội ông đại đội 19 á, kêu ăn chín ngón á. 19. À là cái đó cái miễu đó cũng khang trang lắm, nhưng ổng về cũng phá cái miễu. Cuối cùng ổng cũng bị tay bắn chết. Đó là một cái. Rồi sau này trong cái ban hội tề mới dựng lên một cái miễu nữa. Rồi sau này tôi lập lá. Lập lá. Rồi khi mà cái thời sau này mới cho tụi tôi xây cất như vậy, nhưng mà xây cất cái này cũng chưa đúng chuẩn là cái miễu. Thành ra cái lúc đó ai có tiền đóng góp nhiều đóng góp thì làm mà làm vậy thôi, chứ cái chuẩn của cái miễu chưa đúng chuẩn. Chưa đúng, phải nó có là ngăn nắp rồi có cây cột cho đầy đủ đợi mà mình để liễn rồi coi nó mới đúng. Con có nghe chú Tư kể một cái câu chuyện là có một người là vô phá cái cây da. Thì gặp báo ứng chú Tư, mình có thể mình không nói tên cũng được. Thì bây giờ nói là mình nói chỉ nhắc nhở thôi, nhưng mà mình không nên nói tên. Thì cái thời đó ổng là chủ tịch. Vô phá là vô bắn ba bốn phát súng rồi cứ phá, nhưng mà khóa xong rồi chưa được năm sau thì cái sự cố nghe nãy ngồi nói tổng vậy đó, ngồi cái cục vậy đó trên lưng này kêu qua tôi xuống bà nó không còn ơi, chiều hốt ngoài bị bà đóng dấu rồi không xong nổi đâu bà bắt bà đóng dấu đúng, rồi. Đúng. Ba coi rồi đàng hoàng là chú chiều hốt là không xong nổi đâu, thì từ là ói ra máu lần lần là chết luôn. Dạ, bao lâu rồi? Cái chuyện đó là bao lâu thì sao khi con đây mới cái thời coi như là nó nằm vào cái thời điểm của năm 77. Dạ, dạ. Bà đóng dấu rồi con ơi. Dù Út mày không sống nổi đâu. Tao coi rồi bị đỏ như son ông ơi. Bị kêu qua tôi xuống là đặt thuốc. Bởi vì bên ông già tôi thì phòng thuốc nam, phòng thuốc nam tôi cũng gì cũng thuốc nam không. Đâu nói không được con ơi. Dù Út mày bị bà đóng dấu rồi. Là có vài ba bữa đi luôn giờ không nói được. Ông mơ hồ ông nói này nói kia sàm không ói ra máu học máu rồi từ từ đi chở lên xe học máu có đóng lại gì để vậy đó, nhưng mà nói ra thì ai không biết ai nói thì sao nói. Nhưng mà chừng ra là đụng vô mới biết được. Nói vậy đó, đây nè bà này ra hôm đó giật nóc ngã cái đùi tại đây nữa. Là sao có thể kể thầy đó thì cũng cái vụ mà làm miếu này rồi làm thì nó tạm ngay mình cũng tưởng đâu nó đã xin phép tắt rồi đúng không, nhưng khi đó người ta mới thưa lên trên huyện á, nhưng mà khi nghĩ mình làm vậy bị sai, nếu mình trước khi mình muốn thờ cái gì đó mình phải xin phép. Bên vấn đề bên tôn giáo hay hoặc bên văn hóa người ta có thuận không. Nhưng mà nó làm thì nó tổ chức ra nó làm, nhưng mà chưa xin phép tắt ai nha. Rồi tức quá người ta dẹp, nó mới chửi. Đứng tại đây nè. Buổi trưa. Giấc trưa, đúng 12 giờ trưa. Là coi vậy tao nói thôi nóc ơi, giờ này đụng cái giờ lên nghe mày nha. Bỏ hết đi, rồi cái vấn đề người ta làm phải, người ta sẽ gặp phải. Người ta làm sai mà người ta sẽ gặp những cái chuyện nó không tốt. Thì bây giờ tao nói mày bỏ đi, mình tức mình chửi vậy nhưng mà chưa có thấu rồi, nhưng mà cái dạng thiên liên người ta đã ghi nhận hết trơn á. Dạ. Ngã cái bịch xuống liền là nghe tự nhiên ngã luôn. Ngã luôn xu xì nằm cái đủ xuống tụi tôi mới đốt xúm lại đốt nhang xin vậy đó, chứ nó đụng ông chú Dính nơi đụng từng lễ sau còn game mình đúng không. Tao nói đụng cái tao nói mày không nghe thì cái chuyện này đó, nó là bà, như vậy đó. Ở đây con thấy này. Bà thì có 7 y khác nhau. Màu xanh, màu đỏ. Cái áo khoác bà rất là đẹp. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Hồi nãy bây giờ không có chứ, chớp, ghim đèn chớp lên cho chết. Ghim đèn chớp lên đi, có đèn chớp hết. Có hết trơn rồi. Quá đẹp luôn à. Nhìn quá đẹp.
Hôm nay thì nghe câu chuyện linh thiêng về các bà ở đây, thì ngoài đó thì con có nghe về cái cây gia. Vậy thì chú Tư với lại chú Chính có kể con về cái chuyện mà cây gia, con gắn ở ngoài cây gia. Cái chuyện thứ hai là cái cúng, khi mà mình cúng mình đẩy lên thì chắc có lẽ là con nhà thỉnh chú Tư với lại chú Chính ra đây cùng ấy. Rồi nó cây đó nó mục rồi, cây này là cái gốc không phải đúng nó, cái cây này là cây con, cây con. Dạ. Còn cây chữ của nó nằm ngay chỗ đó đó, cái gốc bự ở đây đây lớn dữ lắm, lớn năm rồi dừng chưa giáp nó mười hồi đó đây nè, rắn thì nó ở trong gốc cây đại thụ này. Dạ. Gốc này nè. Rắn thì ở trong cái gốc bự ở đây. Gốc bự dữ lắm, bự dằn dòng gốc mà nó trên gốc lớn. Cái gốc tôi không nói hình dung nó là bao lớn, nhưng mà hồi lúc tôi còn nhỏ nhỏ nên là cả chục thằng chơi của bắt trốn thì cũng chạy vòng ở gốc này thôi. Không ra khỏi. Cây cung đó, đây là dòng đó. Bây giờ cái cây này là cây con hả chú? Cái cây này cây con. Ôi. Mà cái cây cổ thụ bự nhất là nó nằm ngay chỗ này, ngay cái đường đi vô luôn. Ở trong là cây gấu. Dạ. Ở ngoài mấy cây da mọc mới bao vùng tròn, vòng ông ra dàm xe đát làm thấy cái cây này lọc. Nhiều nó ở là ông phải ra ngoài trèo lên đây rồi lấy xào mà nguyên cây thiệt mới sọt nó mới được, chứ không thôi là không được. Còn gắn là ngày xưa gắn thì ở chỗ đó, gắn ở ngay chỗ gốc cây cụ chỗ này, cây đó đốn rồi. Dạ. Đốn hết trơn rồi nó mới đi chứ không thôi dễ gì nó bự. Nói cái đó nhầm gì, thẳng thần như thế gì nè, cái bề ngang cái nó gì nó cao lên gì là cái hang nó động. Ngày xưa là chú Tư với lại chú Chính là nhỏ là đã cây này đã có lâu rồi. Thì tôi nói mấy chú là cũng như nói là cái miễu này nó có từ 400 năm. Dạ. Là cái cây này có được luôn tôi. Thì coi như là khi mà cái miễu có thì cái cây xanh này nó mới có, cho nên nó cũng có những cái tia lịch sử nó là gì, là những cái nhánh cây này là không ai dám lùm. Không ai dám gỡ hết trơn trời. Không ai gỡ mà vô chặt cái cây gì mà lại chậm gì hết trơn. Nha, gầm tháng giêng là mé đốn mà nó ra hồi đó, bây giờ gì hồi đó nó ra tới mí này là chết hả? Ra tới mí này là chết, chứ không phải giờ phủ nó hồi đó nó ra tới mí gì là chết hả? Ra tới đây chết nó rồi, có cái lưng thiên là bây giờ nó mới ra được vậy. Chứ hồi đó nó ra tới chết này tao gần hả, ra tới phủ ngoài đó là tự chết hả? Dạ. Vô là chết, về vô cái sân này là chết hả? Vô là chết hả? Chứ không phải như vậy đâu, hồi đó mà ra đây là chết có hàng ngang vậy này cân. Còn lấy cương nạn ngang đây ha, làm nó chết mà này khô đó, đem vô chậm ra. Dạ. Bỏ đây đi chứ không có ai dám động ở trong đường. Là không ai là dám leo lên không cây này. Trời ơi. Leo thì vẫn leo. Leo thì vẫn leo. Chứ không phải leo thì vẫn leo, nhưng mà đừng có vi phạm những cái gì đó thuộc gọi là cái quy định của mấy bà. Hồi đó sao? Leo con nít leo con cũng bắt hàng ngày luôn. Nhưng mà không sao có gì hết. Hàng ngày vậy nó ở thì gần ngày hắn tao chè đâu bắt hắn, tao dẫn bé là em của anh có thầy giáo khúc như này là lên ông mẹ là bữa trước sau là mắc con vịt cúng người lạ lại đó hả, vợ kiếm con vịt cúng em ngủ chứ không phải dẫn đâu á, coi giờ như tạ ơn bà. Dạ. Bởi nói cái cuộc cúng bây giờ của cái miếu này thì nó linh thiêng nào vậy, rồi nếu nói tại sao mà cái cuộc cúng khỏi mời lối sớm mà ngay cái ngày cúng chánh của bà ấy bả thì lối sớm chầm liền xúm xích lại nhau gần ngày nấu cúng ra, nó cũng có những cái vậy. Dài đó là dài mép đó đó. Trời ơi. Cái bà đó mới chặt chạy đây gắn cắn chết rồi. Chỗ nào chú? Mép trên này nè, hồi đó chạy dữ dội. Lâu chưa chú? Thì đợi hồi trước. Đợi con già đó. Là chặt cái cây sậy đó. Sậy đó, chặt sậy đó. Gắn cắn chết luôn. Nó bà đâu cho gớt cây cái gì quá. Cái miễu này, cái mã chỗ này nè. Là rễ của ông Cảo Phú, mà ông Cảo Phú đó là chủ đất đây, mà ông hiến cái đất này là năm công cho miễu làm, không phải tự thắt cổ chết á đó, miễu bệnh đó, cái mã đó. Dạ. Sao? Thì ở đây là dành đất này nè, dành đất thì bởi vì ông thắt cổ chết queo đó. Trời ơi, bây giờ ông Cả ông cúng để cho miễu này nè, ông Cả là ông già vợ của ông này. Dạ. Nhưng mà thời giải phóng rồi cái dành gì đây ở đó, đất của ông khai, đất đai này là của miễu không đó, nhưng mà giờ anh dành làm vậy đó. Người thắt cổ chết không đó, không nồi thắt không chết queo, thầy dọn ra trốn kẻ đó đó. Ồ, cái cây này kìa. Cây này trời ơi, nó nhỏ mà con thấy ha. Là ngày xưa là chú Tư với lại chú Chính là nói cúng cái bánh tét gì sao có chú cây kia nó coi. Là có thể kể đó là nhét bánh tét trong cái cây đó, là cây đó là cổ thụ nhất trong ta làm vậy mà. Dạ. Nó có cái hàng đồng cỡ lớn như nè. Nhưng mà bánh cúng nha, bánh cắp, bánh tét nha, cúng rồi là phải ra nhét vô đó.
rồi cũng nhỏ nhỏ mà cũng nhiều người rình và ngoài làm lại mà để ý hoài thôi mà không để ý, trong vòng khoảng 5-3 phút hồ rồi là mất cái. Rồi ăn xong rồi đùa giỏ ra. Ăn cúng cực ông để vô gì nè, cái ông lấy cái ông đẩy vô gì nè, xa vô gì đẩy vô đó, đẩy đẩy vô gần cái mí đấy ông ngồi đây nè, xúm nhau ngồi gình, gình hoài ngồi thì dòm dòm hồi mất tiêu, ngõi mắt dòm mất tiêu thì mất tiêu, cái ngồi đi đùa cho ra cái mình khiều, khiều cái này ra, vậy đó. Ôi. Không biết là cô bác của anh chị có xem qua cái màn ảnh nhỏ hoặc là qua cái thiết bị di động thì như thế nào, nhưng mà bản thân của Bùi Hồ mà khi gặp cái cây da này mới thấy cái sự cổ kính, mấy sự lâu đời của cái cây và những cái sự tích mà chú Tư và chú Chính là những người mà trực tiếp là dân địa phương cụ ở đây là kể là những cái câu chuyện đó là hoàn toàn có thật, và chúng ta có thấy sự hùng vĩ của cây da ở trong cái biếu bảy bà như thế này. Ở đây gồm có miếu, ơ dạ, có miếu ông hổ đây đó. À. Đó. Nghe kể mà con cảm thấy sự linh thiêng. Chứ còn cái miếu mà ở trên cái đường đi vô kêu gọi cốc đó là không phải cái miếu nha. Dạ. Cái đó là không có di tích. Ôi, gì là đó. Bên đó một cây là một cây đó, con. Đó cái nhánh nó xuống vậy nè. Ôi. Hồi nhánh nó cứ hai cây nữa là hết một trái trăm triệu cái đó. Ví dụ như bây giờ cái nhánh này ha, nó chiên chiên vậy đó, cái nó nhỏ rễ xuống rồi mọc từ từ ra ngoài vậy đó. Dạ. Hồi đó quá linh thiêng. Một cây nữa nè. Còn mấy ông bán là 100 triệu đó. Cái nhánh cũng gì nè, rồi kiển đó. Rồi bán rồi cũng tiêu tàn, mấy nó cũng tiêu tàn kìa. Sử dụng tiền đó rồi cũng mất đó à. Chứ hồi đó anh chị con là chưa chín chưa tư ngồi đây. Để kể những cái câu chuyện và có thể là gọi là chắc một mấy chục năm sau để mà cho ví dụ con cháu còn nghe được sự linh thiêng của bà cũng như là sự của cây cổ thụ như thế này. Thì hồi trước tới giờ cái này là... coi như là nếu mấy chú đến đây cũng là dịp mai của anh em chúng tôi. Nhưng nói đúng rồi mà nói à, còn những tôi với ông này mới biết được cái vấn đề linh thiêng của cái miễu này như thế nào để nhắc lại, rồi trong xã hội nó còn có những cái để nhắc hoài, nhắc cả đời đời này tới đời sau luôn. Thì ở đây cũng may cho anh em chúng tôi, thì mấy anh em mà đến đây mà làm được mấy vụ này tôi cũng cảm ơn. Dạ. Một cái gõ gàng với cái địa phương của mình là dưới miễu môn có cái sự di tích, rồi để ngày sau con cháu ở cái miễu bà Chi được là có cái sự danh dự là của mấy bà hồi trước tới giờ để lại đây, đừng mà cho con cháu ngày sau đời chỗ đó nó dị đó, đừng mà cho con cháu ngày sau nó biết được cái chỗ đó như dị đó, nhưng chứ còn mình không kể ra là không có ai biết được hết. Chắc có lẽ là con sẽ nhờ chú Tư hoặc là chú Chính chia sẻ cái địa chỉ của miễu bà để những cái Phật tử, những người mà có duyên với bà đó có thể về đây để mà thắp hương cho bà. Cái vụ này là ở Câu Lãnh mình thì nó cũng như những cái thành phần ta cũng có tin tưởng, nhưng mà hằng năm thì cái lễ cúng của miễu này là rằm 16 tháng giêng, thì những cái thành phần ở trên Câu Lãnh đó cũng có xuống đây để dự thính trong cái vấn đề cái cuộc cúng. Dạ. Rằm 14-16 địa chỉ hả chú? Chú Chính, địa chỉ thì ấp Miễn Hòa, xã Mỹ Sương, cái miễu dạng bằng ấy bà là ở cống Bà Tri. Cống Bà Tri à. Bà Tri, cống Bà Tri, dạ. Miễu dạng bằng bảy bà ở dạ. Tại miễu cống Bà Tri. Dạ. Cầm mấy bên này. Cho con xin phép ngồi. Ké chú thầy với chú Chính. Ngồi đấy, ngồi đây. Dạ. Một lần nữa hôm nay thì Bùi Hồ có coi như là có cơ duyên để đến gặp hai vị tiền bối trong cái xã Mỹ Sương này. Thì cô bác quý anh chị mà có giếng bà thì về cống Bà Tri, xã ấp Mỹ Hương Hòa, xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, và ngày cúng của với bà là ngày 14 rằm tháng giêng, 14 rằm tháng giêng. Và một lần nữa thì con xin chân thành cảm ơn chú Tư với lời chú Chính, chúc chú Tư với chú Chính luôn có sức khỏe để sống lâu trăm tuổi để có thể châm hương còn phục vụ ở cái chỗ này nữa. Còn hơi thở là còn lo cho trong cái tiệc cho bà vậy nha. Và cũng thông tin với cô bác quý anh chị là câu chuyện mà chú Tư với chú Chính chia sẻ là ông bà kể lại hoặc là đã từng chứng kiến, thì đây không phải là một hình thức
tuyên truyền mê tín dị đoan gì, nhưng mà đây là những cái câu chuyện mà chú Tư với chú Chính hoặc là ông bà là những cái câu chuyện có thật. Thì cô bác quý anh chị chứ không phải là tại vì chú Tư với chú Chính thì rất là chuyện không có đặc chuyện đó. Đây là chuyện cũ nhắc lại nè. Đây là một nơi linh thiêng, mình cũng thông tin là mình nghe chú Tư với chú Chính chia sẻ. Rồi một lần nữa chắc con cảm ơn chú Tư với chú Chính. Thước phim xong thì trời cũng đã đổ cơn mưa, thì hôm nay cũng đã chiều, thì thước phim này mong mang đến cho cô bác quý anh chị một sự nào đó an lành, và mong cô bác quý anh chị cùng đăng ký kênh chia sẻ, cũng như có thể có dịp về đây thì giếng miễu bà tại cầu cống bà Tri, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Xin chào cô bác và quý anh chị, hẹn gặp lại ở lúc sau.